Trăng được hình thành như thế nào? Các nhà khoa học cho rằng nó đã được tạo ra bởi sự va chạm giữa trái đất và một hành tinh nguyên thủy. Ước tính rằng việc tạo ra mặt trăng có thể đã mất hàng triệu năm. Tuy nhiên, trong mô phỏng gần đây về quá trình hình thành của mặt trăng, kết quả hoàn toàn khác biệt đã được đưa ra. Có khả năng rằng mặt trăng có thể đã được tạo ra chỉ trong vài giờ. Rất lâu trước đây, hành tinh nguyên thủy Theia đã va chạm với trái đất. Sự va chạm này đã làm cho Theia và phần lớn trái đất bị phá hủy, và xung quanh trái đất, một vòng tròn được tạo thành từ những mảnh vụn của chúng. Cuối cùng, những mảnh vỡ này nguội dần và đông tụ lại trong hàng triệu năm. Đây là quá trình mà các nhà khoa học đang nghĩ đến khi nói về việc hình thành mặt trăng. Và quá trình hình thành mặt trăng như vậy được gọi là Giant Impact. Giả thuyết này được suy luận từ việc phân tích mẫu vật của mặt trăng và quỹ đạo của nó được mang về bởi Apollo 11. Một số nhà khoa học cũng đặt ra nghi ngờ về giả thuyết này. Nếu trái đất bị phá hủy đáng kể vào thời điểm va chạm thì quỹ đạo hiện tại của nó không thể được giải thích rõ ràng. Vì vậy, để kiểm tra điều này, họ đã mô phỏng quá trình hình thành của mặt trăng. Trong mô phỏng này, phần mềm hiện đại gọi là SWIFT đã được sử dụng. Phần mềm SWIFT có thể mô phỏng các quá trình phức tạp của lực hấp dẫn và động lực học chất lỏng đối với lượng lớn vật chất một cách chi tiết. Họ đã tiến hành mô phỏng quá trình va chạm giữa trái đất và Theia bằng cách sử dụng 100 triệu hạt phân tử. Trước đây, các phần mềm mô phỏng chỉ có thể thực hiện các thử nghiệm với khoảng 10.000 đến 1 triệu hạt. SWIFT đã trở thành công cụ tốt nhất để mô phỏng quá trình va chạm giữa mặt trăng và Theia một cách đặc biệt chân thực. Các nhà khoa học đã tạo ra một mô hình va chạm với độ phân giải cao chưa từng có bằng SWIFT. Vậy kết quả thu được là gì? Đầu tiên, bạn có thể thấy hình ảnh trái đất và Theia va chạm với nhau. Khi rơi xuống, nó bị phá hủy hoàn toàn, các mảnh vụn văng ra mọi hướng như dung nham. Đồng thời, chúng ta có thể thấy một phần đáng kể trái đất bị phá hủy do sự va chạm của Theia. Tuy nhiên, trái đất đã trở lại trạng thái ban đầu bằng cách hấp thụ lại các mảnh vụn rải rác xung quanh nó. Và khối vật chất lớn không được hấp thụ trong quá trình này đã trở thành mặt trăng. Thời gian để những khối vật chất này trở thành mặt trăng chỉ mất vài giờ, so với hàng triệu năm mà chúng ta từng nghĩ. Và khoảng 60% của mặt trăng được phân tích là xuất phát từ trái đất. Ngoài ra, mô phỏng lần này cũng có thể mô tả chính xác quỹ đạo hiện tại của trái đất và mặt trăng. Tất nhiên, kết quả này chỉ là những kết quả thu được thông qua mô phỏng. Để chứng minh các kết quả này, cần phải phân tích nhiều mẫu vật hơn. NASA đã thông báo rằng họ sẽ thu thập nhiều mẫu vật hơn. Các nhà khoa học tham gia thử nghiệm cho biết rằng trái đất và mặt trăng đang liên kết với nhau một cách phức tạp. Nếu chúng ta có thể hiểu được quá trình hình thành của mặt trăng như các nhà khoa học nói, thì chúng ta cũng có thể biết được nhiều điều về sự tiến hóa của trái đất. Các bạn nghĩ thế nào về điều này? Thực sự chỉ mất vài giờ để tạo thành mặt trăng? Hay là hàng triệu năm như chúng ta vẫn nghĩ? Hãy để lại bình luận nhé! Các bạn đang tò mò về điều gì? Hãy để lại bình luận nhé! Chúng tôi sẽ đem đến những video thật bổ ích. Snack, KHOA Học là channel về sự hình thành và phát triển của trái đất, thế giới bên ngoài trái đất và những thế lực vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu bạn thích video này, hãy like và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.